Đây là một đống đồ luôn các bạn ơi. Nấu nồi cháo lòng. Ok, bây giờ bắt tay vào sơ chế thôi. Đây là má heo, lưỡi heo, lòng, dồi chừa, huyết. Huyết ở bên đây nó bán gì nè. Còn đây là gan. Bây giờ mình sẽ rửa với nước muối và bóp nghe các bạn. Giấm và muối vô bóp cái lòng này các bạn. Cái này là cái dồi chừa các bạn. Ở bên đây họ không có bán lòng heo, không có bán lòng non. Bây giờ mình sẽ bóp cho nó bớt hôi nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt lên một nồi nước mình nấu. Mình trụng sơ nó. Mình trụng cho nó cái mùi hôi nó bớt rồi, xong rồi mình mới đổ vô mình nấu cháo. Cái lòng. Cạo ra thì là sạch nha các bạn. Này là bao tử. Mình đổ nước sôi mình trụng nè các bạn. Bóp muối, bóp giấm một lần rồi giờ trụng thêm một lần nữa. Xong rồi cạo. Cạo cái màu bao tử này cho nó ra với cái lưỡi. Đang luộc huyết các bạn, mình luộc huyết trong một cái nồi riêng tại mình sợ cái bọt cái này nó dơ các bạn. Mấy lát hành và lấy lát gừng vô cho nó khử mùi. Cái phần này á thì mình vớt gừng mình bỏ mọi người. Rồi á mình vớt mấy cái bọt các bạn, mấy cái bọt nó dơ á. Đây nè mọi người, mình vớt mấy cái mà nó nổi nổi lên nè các bạn. Ha, vớt bỏ. Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Bây giờ mình đã hoàn thành cái món cháo lòng, chụp hình cái thumbnail cái chi. Rồi, mời tất cả mọi người cùng ăn nha. Gì không có vô đâu, gì đừng sợ. Có mình coi cho mày đó. Đừng chỉnh nước chấm rồi nè. Dạ. Con cũng không vô luôn nữa. Thành ra gì đừng sợ là gì vô. Nó để thẳng vô nó hả? Mà gì nghe không? Nghe không? Gì nghe không? Ok. Không, ý là không có quay chúng gì đâu. Cái này còn cứng quá nhỉ. Cái nào vậy? Bây giờ gọi là nghị lòng cái gì cũng gạch hết. Còn cứng. Ồ, cái đó là bao tử. Cứng ngắt à? Bao tử này em luộc lâu lắm luôn, em vớt cái này ra trước mà cái bao tử em để sau cùng mà vẫn cứng hả? Vậy chỉ ăn được gan à. Cái này nó còn cứng gì ơi. Không phải cái gì chỉ có can là tại vì mấy cái đấy nó hơi cứng. Ăn được gan thôi. Để tránh nó chấm sang bên kia còn tại vì cay quá. Cay quá hả? Để ngay đây nha. Với gì là cay. Rồi. Vì gì ăn được gan hả? À, cái lỗ tai heo nó cũng mềm á, cái má má heo quá gì. Vì ăn thử coi. Dạ. Cái này là nãy con thấy mềm nhất trong cái cát cái này. Cái má heo là nó giòn. Nó có mềm mà nó giòn. Được không vậy? Cái giòn giòn. Dạ nó giòn giòn ha. Nhưng mà đối với gan gì là được đúng không? Trời ơi, ấm ghê luôn á. Ăn ấm như sợ. Các bạn thấy nấu ăn xong đầu cổ tơ bời chưa? Đầu cổ tơ bời mấy tiếng đó chứ. Em về là em chuẩn bị em nấu cho tới. Chị đi về còn chưa xong rồi. Em nấu tới bây giờ luôn á. Bây giờ cũng phải gần 3 tiếng hơn hả? Dạ. Dạ cũng chưa xong nữa chị. Còn sao nữa? Còn đang nấu nữa rồi. Còn đang bỏ. Cái này hồi chắc phải luộc lại ha. Cái này em được. Nó giòn sần sần sần. Dạ. Cái này cũng được nè dì, cái này cũng giòn sừng sực nè. Dì ăn thử chưa? Ăn thử một miếng rồi. Dạ. Vậy làm cái này chút hầm lại. Cái này chút mình bỏ vô mình hầm lại. Bao tử là em hầm lâu nhất luôn á. Em vớt tất cả mọi thứ ra, chừa nó lại.
Cái bào tử này nè, hồi nãy em trụng nước sôi riêng ha. Trụng nước sôi riêng, bỏ nó vô hầm trước ha. Không phải bỏ mấy cái này vô sau hầm, mình vớt nó ra sau cùng ha. Cái này nè, chị biết cái nào mà ngon nhất, cái nồi hầm mà hầm áp suất của chị đó, để vô một phát một 5 phút sau mềm nục luôn. Chị có nồi áp suất hả? Em thấy chị có một cái nồi à, chị có đúng rồi. Đúng rồi, cái đó chị đem cho mẹ về. Mẹ không biết để đâu thôi, quên rồi. Để trong mấy cái tủ đó thôi, với có cái nắp nữa. Em nhớ chị có một cái nồi áp suất. Chị đem cho mẹ về. Mẹ hai cái, bà già vui ghê, có thân mình mà hai cái nồi áp suất. Mua đó hả? Mẹ mua hả? Đó. Hồi xưa còn tỉnh táo, còn là bếp hả? Đi shopping. Thích thì mua, không cần biết có xài hay không. Vui vậy? Không sao, không nấu bếp mà mua chơi nữa. Ngộ chưa? Bà già chơi nấu ăn gì đó. Ủa chị nói chị không biết nấu ăn là tại vậy đó. Mẹ nấu ăn rồi. Mẹ nấu rồi. Mẹ nấu ăn rồi, bố nấu ăn rồi. Tụi Linh nấu ăn, chị đâu cần phải nấu. Chị với gì chỉ có ăn thôi à. Nhiều người nấu quá. Hồi lúc bà còn sống ấy, tức là mẹ của dì đó, ba nấu ăn cũng ngon á. Dạ. Hồi đó cần có phiên mình nấu. Đúng rồi, dư quá. Dư rồi. Mình đi làm mọi người ở nhà, mọi người ra hồ nấu. Chợ đầu đũa là thói quen. Đó, coi. Gần luôn. Khỏi dối. Tôi hảo món này. Quay qua luôn. Mà trời rồi đợi à hết ngày. Đúng bài vậy đâu ha. Trời ăn rồi quên. Cái món chính vợ cháu quẩy các bạn ơi. Cái đầu nằm ở đó thôi. Nấu cháo. Nấu cháo kiểu này đó. Ủa vậy hả con? Ăn cháo không? Mẹ xin đi đặt. Nửa qua chị quên, chị không nói là của chị. Chị đi, chị nói của cô tí. Để quên nhớ rồi nói rồi, của con. Đây, của con nè. Đó, mẹ cắt vô nha. Đủ rồi. Đúng lắm. Nhiều quá nó nhão ra giống bánh mì. Rồi. Ôi chê, chết cha chê rồi. Rồi, mâm mê. Không ăn hả? Rồi, không ăn, mẹ lấy nha. Rồi đó. Rồi, đỡ tốt. Đỡ tốt dễ sợ. Thôi, cô chú, ngủ vậy, tóc còn dựng dựng. Chưa vuốt xuống được luôn. Đi hai đi con, hai cô chú đi. Hai cô chú đi con. Hai. Ờ không có hai thôi, không hai thôi. Ok. Còn khó chịu quá. Người khó khăn quá hả? Ờ ăn giỏi á, ăn mà bất nữa, ăn bất nữa, ăn muỗng nào muỗng nếu. Múc muỗng bật nữa muỗng. Nó làm điệu với cái camera đó. Nó làm điệu với camera đấy gì. Hai bấm đi con, bấm. Các bạn biết bữa nay gì là nấu cái nồi cháo lòng này là do anh này đây. Đi ngoài chợ mà thấy anh này quá là ngon. Họ chiên mới ngon quá trời là ngon là định mua cái này về ăn mà phải ăn nó mình ăn phải ăn với cháo lòng nó mới ngon nha mọi người. Cái xong cái bắt đầu cái về hai chị em mà nói thôi mình đến làm giả chiến đi, làm cháo thịt bằm thôi, cái mình ăn cái này, cái chồng em không về các bạn, thôi ăn này cháo thịt bằm không ngon đâu, phải ăn với cháo lòng mới ngon. Ông xách xe ông chạy ông đi mua mớ lòng về luôn các bạn. Con mình cái chân mày của em bé nó dài chú, con mấy này nó đẹp, mày nó đẹp lắm. Nó còn chấm vô hả? Không hả? Chừng mai nó còn dài hơn mẹ nó mà. Rồi để đây nha, mẹ để đây nha. Rồi. Nhưng mà dài để hơn của ấy luôn. À. Hồi nhỏ đẻ ra không thấy gì trơn, thấy được cái cặp chừng mày. Đen quệt, hai như hang sâu vậy. Cá kia, cá. Ồ, cá chim. Wow, cá chim. Cô Long mua. Cô Long mua cái bảng nó 8 số mà bây giờ nó chỉ còn có một số thôi. Số 3.
À đúng rồi, chị mạc số cho nó. Mà nó cóc có thèm đọc đâu. Nhưng mà khi mà chị ghi số thì anh lật chưa, anh lật lại cái bề trái, anh giờ anh gắn không được, anh khóc. Tại vì bụng ăn cua đó nha. Ok. Hết bụng rồi. Có chị lon nữa đi. Đây. Chưa bụng ăn kia hả? Không có chưa bụng mà cũng xong rồi. Em thật sự làm no lắm rồi, nhiều đây mà không nổi. Tại nãy chị em mình ăn cái bánh tráng. Bánh tráng nó ngon hơn. Bánh tráng cuộn nhiều lắm á. Nó nở vậy không? Bột gạo mà nó nở rồi. No. Excuse me. Nãy đi ra nãy em không ăn cháo thêm nữa. Mà tại vì no quá. Ta bữa nay thành ra kiểu mốt, à, kiểu khác nữa. Đẹp dạ, quá ha. Dạ. Này vẽ lên phải không con? Dạ, vẽ. Con người vẽ lên. Vẽ gì? Thôi cho kìa. Tập á mà. Rồi bỏ vô. Mẹ no lắm rồi đó con. Mẹ no mà no dữ lắm luôn, không phải là no bình thường nha. No mà quỉnh cái bụng đi trước luôn á. Đi là không có cong cái bụng được. Gần con, gần cay. Cay lắm. Cay lắm. Chùi vô đây nè, chùi vô đây. Chùi tay, đúng rồi. Rồi ăn đi, cắn đi, cạp đi. Ê, cắn đi. À không, không cho dòm thôi. Ăn rồi bác. Chắc buông đũa, buông đũa mọi người ơi. Đầu hàng vô được kiện. Nói nó lắm luôn rồi, tại chị hồi nãy chị ăn bánh tráng không mà đỡ nghe em uống ăn... thêm một ly nước. Chị ăn hết tô xoài. Tô xoài á? Ờ, ăn hết tô xoài luôn. Rồi em uống thêm một ly nước nữa. Muốn chết cái bụng. Cái tô xoài đó được ở đây nhiều đó, mà chị ăn hết. Rồi hồi nãy gặp chị ăn không hết cái phần bánh tráng, chị kêu em gán đi đó. Em gán phọc phát cái bụng nó vừa luôn à. Nên ăn cái này nữa là nó quá. Vì Sơn nói là chờ ăn cua. Dì ơi, ăn cua nữa gì? Hả? Ăn cua. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Dì nói cà lông luôn rồi. Dì cà lông luôn rồi, hết nói thẳng được. Dì không còn xác định nữa rồi. Bây giờ bà ngồi đây bà nghĩ tới cái mền ở dưới lầu. Bây giờ là chị mơ cái giường. Nghĩ tới cái mền mịn thật là mịn. Ý hồi nãy chị múc vậy mà em thấy ít ha. Chị múc ít á, chị múc đâu có ai đầy, gì cũng không đầy. Em cũng đầy, chị cũng không đầy. Mà ăn không hết. Cái này để cho quên đi nè. Bỏ vô cháo nó mềm ngon chứ sao. À, ăn hết nửa tô mà mới nhớ giờ cháu quẩy. thiệt tình luôn. Mà cái món này là cái món đầu tiên để khởi dậy cái nồi cháo này luôn á. Ghê chứ. Ồ, gán hết nổi rồi, gán hồi phát áp. Vậy thà bỏ chứ không phải ấp thiệt á. Đó. Dạ. Thôi các bạn ơi, no quá các bạn ơi, chịu hết nổi rồi. Cái này là để ngày mai tác chiến tiếp. Thôi thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau nha. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích kênh của hai mẹ con mình thì nhớ đừng quên đăng ký like, subscribe, hộ kênh cho hai mẹ con em với nha. Xin chào, bye bye. Hẹn gặp lại mọi người. Bye. Bye đi con. Bye.